Thịt heo bà con, thịt heo là bà con biết hết rồi, mà ăn hàng ngày chứ không phải là không, nhưng mà ăn hàng ngày thì hàng ngày, nhưng mà riêng thịt heo nó tốt, nhưng mà có những người và có bệnh thế này không ăn được thịt heo, chứ không phải thịt heo tốt là ai cũng ăn được nha bà con. Đó là những người có bệnh và ăn vào lâu lành lâu bớt lâu khỏi cho căn bệnh của mình, là người mắc bệnh thừa cân béo phì, người có bệnh mỡ máu, người có bệnh gút, người có huyết áp cao, người bị tim mạch, vui lòng đừng ăn thịt heo. Ăn thịt heo vào thì bệnh mình lâu lành lâu bớt lâu khỏi. Đó là những người mắc bệnh thừa cân béo béo cái mà béo phì, người có bệnh mỡ 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 máu, người có bệnh gút, người có huyết áp cao, người có bị cái mà tim mạch, vui lòng đừng ăn thịt heo. Thịt heo nạc, thịt heo mỡ gì cũng không ăn bà con nha. Ngoài những người ở trên thì nó tốt cho những người còn lại ăn được tốt thịt heo, vì có những bệnh trên thì những người còn lại ăn tốt cho thịt lợn ra đều tốt cả. Nhưng một ngày không phải là tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Một ngày ăn không quá 200 gram, một người làm việc văn phòng thì ăn cũng như vậy, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, ăn 6 ngày vì nghỉ một ngày, vì chúng nó có nhiều calo, chất đạm, omega 3, omega 6, vitamin A, C, D, E, B1, B2, wow, còn nữa, B3, wow, B5, B6, B12, quá tốt, thịt heo quá tốt nha bà con. Nhưng mà những người như vậy thì vui lòng đừng ăn cho nó bệnh mình, nó tốt, mau lành, mau khỏi, là chúc bà con ta ăn thịt heo vui, trẻ, khỏe, đẹp nào. Xin chào.